Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một buổi chiều. Đấy, chiều nay là bây giờ tầm 3 rưỡi rồi cả nhà. À, chú Toàn chú này gọi sang để làm nồi lẩu chuột. Đấy, chuột bây giờ chỉ có chú Toàn chú đi bẫy thôi. Đấy, bẫy về làm thì lại gọi sang làm nồi lẩu chuột. Chú làm sạch sẽ rồi. Đấy, mình chỉ sang là chỉ pha chế nồi nước lẩu thôi. Đấy cả nhà. Làm nồi nước lẩu để ăn chuột đồng, làm lẩu chuột đồng nhá. Trong này ăn nhiều cả, nhưng thỉnh thoảng mình mới quay cái mà anh em mình chúng chán mà đi bẫy bẫy về không có người làm, chú đã qua mình và cái động viên là thôi cứ bẫy đi mấy bữa nữa cho anh em nó ăn đi, không lại hết mùa chúng mà chán bẫy về lại toàn bẫy về xong lại phải làm. Chú bận lắm thì chú vẫn phải làm đấy cả nhà, mình cũng vậy. À, chú làm sạch sẽ rồi, thui hết rồi, xong là vừa chú còn gửi hình gửi ảnh cho đàng hoàng này. Đấy, và bác sang làm luôn cái nồi nước dùng thế này, có mình với lại bác Phởn, chú với mình với bác Phởn có ba anh em, còn là chú Quyền chú Hân đi làm về lại phải đi ăn đám cưới ở xóm ở ngay nhà nên không đi ăn được, nên gọi chú Tôn thì chú lại phải bận việc nhà chú không lên được cả nhà. Rồi thì mình với bác Phởn với lại chú Toàn ba anh em lại review lẩu chuột cả nhà. Lịch này hôm nay là có các chú ấy, là, nhưng mà người thì đi cỗ, chú Quyền chú thì đi cỗ, chú Xuân thì bận không đến được. À, còn là chú Tôn thì cũng bận, mỗi bác Phởn với mình với lại chú Toàn thôi. Thôi bây giờ mình mời cả nhà mình sang đấy để chế biến nồi lẩu chuột nhá. Ba bốn anh em mình làm cái nồi lẩu chuột, đấy, mình cứ chia sẻ đấy cả nhà. Đấy, cứ mỗi ngày cứ hai ba bông này ngắm mát mắt luôn. Bông này lại phải mai mới nở này, sáng mai lại nở bông này. Thì thui hết rồi, chặt xiếc sẵn rồi. Bày ra đấy mình chỉ sẵn đến cái là chế biến nồi nước dùng là xong. Chế tác nồi nước lẩu. Nước dùng thần thánh. Nước dùng thần thánh cho dầu vào. Đấy. Cho xả ớt à. Xả ớt à. Nhiều à. Nó thơm cả nhà. Khi cho nó vàng thơm đi, nước rừng cho thần thánh này, nấu rất đơn giản đấy. Mà ngon. Cầu chế nước. Chế nước mình. Rồi cho tỏa mái nước. Đây một khay thịt chuột đây cả nhà. Đấy, chú Toàn chú đã làm sạch bách này, thui thơm vàng ươm. Đấy, chờ lúc lẩu là được cái bắt đầu là bác Phởn đến nữa là ok. Em mời cả nhà ăn lẩu chuột với anh em cho mình nha. Sôi nước đã sôi mà cho gia vị nhá cả nhà nhá. Bây giờ cho muối. Đúng là luộc mới lại cả gì cũng phải thui này mới là ngon này. Không luộc thui nó có mùi khét các bác Phởn. Thơm. Nó có mùi khét. Chào cả nhà, cái gì bác vậy? Chào cả nhà nhá. Có mỗi bác Phởn là vai chính. Lẩu chuột ngon lắm. Nửa năm nay mới ăn lẩu chuột này. Chắc là ngon. Bác xã nó nửa đĩa không? Bác xã nửa đĩa mà này. Đấy, quá tuyệt vời. Đấy rồi, để cho nó chín. Chuột cuối năm này ăn đỉnh nhất này. Xả hết rồi. Xả tất vào đi. Đỡ mà, có ai được nữa. Nhâm nhì thế là một lồi này là quá tuyệt vời mặt trời. Tuyệt vời mặt trời. Xá một nồi luôn này, làm luôn một mẻ này. Hôm nay có mỗi bác Phởn là vai chính ngồi diễn. Còn là Quyền kia là điền cỗ cưới rồi. Mấy chú điền cỗ cưới. Kia rồi. Béo thế, chuột đúng là chuột đồng. Đầu mùa. Đầu mùa. Nấu chuột, nấu chuột hôm nay là bác Phởn là được ăn đầu tiên. Được ăn đầu tiên. Nóng. Nóng hổi ăn nó ngon. Chuột béo rồi. Biến cho rau phải cái vào. Ừ. Mời cả nhà nha. Béo ngậy. Rau má rau cải ai thích ăn cái gì là tự giác hả? Rau chuối rau xiết có hết. Nên mình thích ăn rau cải đắng. Rau cải đắng là của bà. Được cái là của bà rồng. Rồi xin mời đã đây. Ngon. Còn đây là rau chuối. Cuối năm có hoa này là muối đanh ngon.
nguội à? Hình lông xuống, ở đây là rau má. Gấp. Đấy, cho là ba loại này thế nào cho, đúng không? Rồi. Ăn thế này nó ốm, có ba anh em ăn khay chuột, nẩu chuột. Chú Toàn chú có đi vẫy là có ăn hết. Tốt ra ngoài. tại vì đi làm. Đầu mùa. Rồi nằm khoán rồi bận. Nằm khoán được à? Hai ông má hết bận. Thế thì nhập rồi. Nằm khoán là nhập rồi. Hết thời công nhận. Cái gì nữa phải thay đổi hết. Ở nhà nhìn thấy nồi nước nấu ngon không? Đấy. Chuột đây, ba chỉ đây rồi, ba chín rồi đi. Chín rồi. Đấy. Này, em thích là tí nữa là chan cơm là sướng. Một cái nước này chan cơm ngon lắm nha, nó vào cơm. Mình làm cái đùi to. Chấm với bát muối thần thánh. Béo vậy này. Nóng không? Ngọt nhỉ. Đây này thiếu 50, hôm nay thiếu 50. Mình thôi, bỏ qua. Cái nước nấu này chủ yếu là phải xả với riềng nhiều. Hai cái chủ lực phi vàng thơm luôn. Còn nữa. Tí nữa. Vớt ra cái bát mà gấp cho nó đỡ phải thổi. Không rồi bác bỏ ăn cái bò dần ra đi. Đang gấp vài miếng vào. Thế là bù tô nó này đi cỗ cả nhà. Đấy nghĩa là nên lại đi cỗ. Chầu này cũng cuối năm hay nắm cỗ lắm. Không cưới nhiều. Chú Quyền, chú Hân đi cỗ. Chuột đầu mùa là đúng đáng đồng tiền. Vừa nạp của mỡ không? Chuột này chuột của... Tâm này nó mới béo quá. Nó mới thì nó béo. Mới giải xong. Chuột này. Chuột bánh tẻ ngon. Nó xương nó cứng. À, hết hết ạ? Hết rồi, nó ngồi bác chân. Bỏ ra bát này múc. Món này tôi nhất, món này khác thì ăn thắng cố. Có rượu không? Có nhận cái thắng cố ăn vào lại không say rượu nhỉ? Kiểu nó có cả pị. Nóng hổi ngon hả? Ngon hơn luộc. Giờ tới nó có cái ngon gì? Nhìn thấy nó lại nguội, nhân xanh này nó lại nguội. Tinh chuột đầu mùa, chuột tơ ngon thật. Mềm nhỉ, ăn mềm nó ngon. Cảm miếng này ăn là đã. Cái chuột đồng ăn nó béo nó ngậy thế chứ. Hương phức. Mỡ đỏ nóng quá. Làm view cái này là 9 rưỡi đấy cả nhà. Chuột nó trắng thơm. Tôi bát muối hột thần thánh. Lại uống à? Uống. Mồi ngon cái kẹn. Mồi ngon. Ây da. Thịt chuột này, chuột tơ này. Mềm. Mềm như ngực mỹ nữ. Mềm như ngực mỹ nữ. Ngon à. Nó thôi nhỉ. Thường chỉ cho ít rau vào thế này, tắt lên rồi. Không nó dừ. Đúng không? Nó bắt bận bé bé. À ừ, nhảy không ngu đấy. Bé. Dừ, cho nhỏ nó không dừ. Tôi quân chung từng ngày ăn đủ rồi. Bụt mặt nha. Ngoan vát sướng cả nhỉ. Cho nhỏ nó. Mình hôm nay có cỗ là quên cỗ luôn. Cơ bản là các chú ăn nhiều quá rồi. Chán đấy. Để cỗ. Đó dòng mà. Đúng thuật tơ thì ninh dừa quá. Nó tháng pháo cho nhau. Bắt hôm qua. Sáng nay. Vừa sáng. Sáng này bắt về đấy rồi thì xuân. Vừa bắt xong chưa làm. Bắt thì nhanh đấy. Bẫy. Em bẫy. Đặt bẫy ra gì đó. Đấy. Còn mình còn chạy theo còn thở. Và rồi còn mỗi cách là đi bẫy thôi nha anh em, mình lại phải mua bẫy thôi. Bẫy hiệu nghiệm nhưng phải chịu khó là phải đi thăm người bác phải. Thôi thì nó ra mất mà tầm này á, sáng mai lại còn cái chân.
vậy nên nó cắn nó dây thì dây nhá. Ra hai con mất chân. Tại vì cái xương chuột này nó mềm. Con chuột kinh nghiệm bẫy là phải chập tối, mình đợt xong tiếng hơn tiếng đó. Đó. Nhá nhá đi một lượt. Xong tầm 9 giờ đi một lượt thôi. Ừ. Tầm đấy là nó ăn xong nó ngồi một chỗ. Sáng sớm phải sáng là phải tầm 3 4 giờ đấy. Loại dễ bắt nhất, đập vô tư. Ờ, nó cứ ngồi một chỗ ở cây bèo. Dễ bắt nhất. Ừ. Nó lo nó tắt, quá. Tắt bếp nhá. Tắt bếp rồi để ăn. Ăn mạnh đi. Tắt mạnh đi ăn. Ăn hết thì không không hết đâu. Ôi giời, tinh đùi là đùi. Nên nhắn một khay thì có 3 nhân bụng cũng vậy. Tinh đùi là đùi. Ngon nhà nhìn này thèm rất được biết. Nhiều quá ăn thoải mái. Giống chuột tơ này ăn được cả xương, xương nó mềm. Cái đồng nó mềm ăn xương. Ăn nó giòn. Con chuột nó vẫn là xương thì chừng mới con chuột to. Chuột đực nó già mới không nhai được. Các cụ bảo ăn thịt chuột nhiều ăn cả xương lại mọc thêm răng. Như bắt chuột hồi xưa mấy bà bảo là bắt chuột ăn đỡ đau lưng, các bà nói câu này nghe quen lắm. Để cho để quảng cáo là đỡ đau lưng. Đỡ đau lưng thì ai đã ăn được, ăn gì bắt được. Để cho các vị để đi bắt nhiệt thực mà. Mình cái câu này nghe xưa lắm. Bác ủng hộ các bà pha lúa. Thật đấy. Các bà nói thì trẻ ăn chuột đỡ đau lưng đấy. Ý nói này cho tranh nhau đi bắt. Có phải đấy, ai cũng bắt được, ai ăn được không? Đây là cái mẹo của nhà lông. Mời cả nhà, nhậu chuột ngon quá. Chuột ăn vẫn là đỉnh nhỉ. Chuột hay nhất này, chuột thui, thui giỏi quá này, nó vàng như da bò này. Ôi, vàng ươm. Thế à, toàn thui lên tay vết. Đây là cái gì nó khéo. Toàn thui mà nhiều khi ông nhà nhà được cái là sẵn rơm. Sẵn rơm thật. Ăn miếng một. Ngày mùa cái chuyện khó bảo vợ ra kia nào đấy, hai bình rơm, ba bình rơm là thôi thoải mái. Sẵn rơm là mình cứ thế là mình quạt. Nhiều chú này còn chỗ thui được nhanh, thui vào đầu chịch. Còn bếp ga mà thui nó không có chỗ để thui, nó khói um. Ôi giời, đã đời rồi. Không, nước này nấu mì tôm ngon nhỉ. Cái hồi xưa ăn mì tôm ngon. Đấy. Ôi, cô Khuya đâu, nhanh lên. Ôi giời, mới bắt đầu ăn. Mới bắt đầu ăn rồi. Ừ, nhanh lên, lại nấu chuột. Hạ cái cục. Hôm xưa ăn rồi, hôm nay lại ăn rồi. Các cụ bảo rượu tam chè tứ. Đấy, vào đây nhanh lên. Vừa, ui dồi, vừa mới ăn xong rồi. Ngon quá. Cô tự diễn đi. Đúng bữa quá này cả nhà ơi. Đến đúng bữa. Cô đi làm về đúng giờ. Cái này gặp nấu chuột thế này. Nhất cô hai lần nhỉ. Hai cách, lần. Cách đây 5-6 trước cũng thế. Số đỏ nhỉ. Số hưởng. Số hưởng. Cô là số thanh nhàn đấy. Đợi cả nhà nhá. Đợi mãi mới cô gái mùng 8 tháng 3 bây giờ mới về. Ngon. À, số cô là số hưởng. Ngon lắm. Hôm xưa ông đấy, cả nhà cứ đang ăn tầm này là cô ấy lại đúng tan ca, mà mỗi hôm có khi gọi bảo em phải lại tăng ca. Thế nào cứ có chuột thì cô lại không tăng ca, chứ đỏ là cô số son rồi. Chuột béo nhỉ? Béo. Đấy, hôm nay ăn thoải mái một khay, cô bụp mạnh vào. Ừ, bao nhiêu. Ngon thật đấy. Khay tướng. Ken. Mời cả nhà nhé. 37. Bấy hôm sáng, thu hôm sáng. Ngoài chiều thì cháu này Nghĩa cũng bẫy loạn lên nhỉ. Anh Nghĩa cũng bẫy. Nghĩa nó bẫy 150 cái mà nhưng cả xóm mới ăn chán. Nghĩa bẫy rồi. Quên thế thôi. Thế mà thế nhớ nhỉ. Nếu quên bẫy nhỉ. Nói đấy là phải giấu người nào cũng bẫy, không đánh dấu kia nó mất hết. Nóng vậy, ăn vừa thối. Thì chú cứ chịu thương chịu khó thì anh em mới có miếng mà ăn. Chuột đầu mùa. Có cố gắng là kiếm từ đầu mùa ăn nó. Tranh thủ ăn đi. Tranh thủ. Vàng nữa nó gầy thì ăn nó không ngon. Nói rồi nó ăn hết nhỉ. Biết là có vụ này nó ăn hết lúa trâu rồi nó béo. Béo nhỉ anh nhỉ. Ồ, béo. Ăn mà nó ngậy đúng câu này là chuột. Loại này mỡ nó rắn hơn nó còn không hết mỡ. Ừ. Béo ngậy mà thơm. Làm thì nó ăn cái giống lúa trâu ấy. Giống chuột đúng béo. Tầm này rất ngon. Đầu chuột này dễ ăn nhỉ. Dễ ăn nhất. Anh thấy ăn dễ ăn hơn là luộc. Nó phở ra mạnh nhỉ. Mình nó mạnh nóng rồi. Không hết đâu mạnh. Cứ ăn vừa thôi. Ăn được hết thì để nó phí. Ôi giời, uống cái bán được là sướng lắm cả nhà. Tính người. Nóng. Nước lẩu ngon. Ăn thịt kia kìa, rau ăn làm gì, ăn thịt rau hết đi. Nói chung vừa. Nhiều. Ngon thật đấy.
khay kia đầy. Wow. Ăn xong tối toàn lại đi gỡ rồi nữa, mai lại ăn tiếp. Suốt ngày ăn. Chán quay video rồi cả nhà. Nó nhiều quá. Thỉnh thoảng quay một cái. Hầu như hai ngày nào bữa thì chuẩn. Chỉ khó đi gỡ thì nó không bị gãy chân. Không, cái này buộc phải đi gỡ, không có nào mà buộc. Em trả trưa trả đi. Đấy. Sáng ra là một này, trưa là hai này, chiều là ba, 9 giờ tối hay 10 giờ tối là 4. Đấy, cứ thế mà gì mà gỡ. Rồi mình nóng ra mới quyền này. Hai tay nó cứ để cái miền xuân nữa, nó cứ để cái đĩa thịt ba chỉ nó chặt riêng, nó cứ bếp là cái đĩa mình thích nước nó bóng, mình ngại không muốn ăn, toàn ăn đùi. Về sau này thấy nó cứ gì dầm dầm, hóa ra bọn nó quái thật, mình cứ đùi mình ăn nữa thử là sướng rồi. Hóa ra thì ba chỉ ngon hơn đấy, từ hồi đấy biết rồi. Phải thấy chúng nó cứ bỏ cái đĩa riêng, mình cứ dùng đùi ăn, cứ dùng đùi ăn, mùng thật. Để sao phát hiện được? Nhưng tại cái bát ba chỉ này đặt ra cái đĩa là nó bao giờ nó chắt cái nước ra nên nhìn nó cứ ngấy ngấy sao sao mình cũng đéo dám ăn. Đùi nó ráo khô. Đường đạt mà vỡ ăn còn ngon, nó mềm nữa, ngậy. Từ hồi ăn chuột hấp nó được ngay là do Chu Nghĩa tổng hợp huấn luyện, thế là từ đấy nó bỏ nguyên nó riêng mẻ. Có chứ, riêng mẻ mới dám. Nhớ riêng mẻ rồi. Hấp cũng ngon. Mới đầu xong cứ bảo là nhưng mùa đông này thì lại ăn nấu ngon. Nấu này nhất này, ăn dễ ăn. Nấu này nó ngon. Chứ nấu là chủ yếu phải làm được cái nước dùng thế này, nó chuẩn chuẩn thế này. Còn nhiều ngô là không biết làm ăn ra quái. Cũng như thế nhưng mà còn nó mặn mẻ quá chẳng hạn. Đấy, như thế. Cái nước này thì bác chế biến là bác nhúng cả trong bún này. Đấy, có tất, có trong bún trong má. Không, nói chung là cái này còn thích ăn thì to, còn rau ăn nấu chuột là chủ yếu rau cải đắng với rau má. Như này rau mơ. Chuối. Hoa chuối. Hoa chuối, rau má, rau mơ thế thôi. Ba cái hôm nay con cái món rau mơ là bỏ qua quên được đấy, đặc rau mơ thì cứ cho vào từ đầu đi cũng được để cho nó ra cái nước rồi nó thơm, chuột nó đồng nứa cũng ngon, ra chuột nó ăn béo lắm. Ngoài này nó thao tháo với nhau con nào cũng đều với nhau nhìn đẹp thật. Loại chuột này nó ngon đấy, chuột này nó dưới nó chìm dưới rồi chuột hết này còn nhiều lắm. Bỏ mái tắt sớm không có được rừng tắt rồi sớm không được quẹt hết toàn làm gì nữa không ngon trong tí nữa rồi tối nó rất là thu hoạch, cứ như thế này lại mai kia buộc thật nhiều, nhớ buộc thật kỹ mà cho ngăn mát riêng cái đồ rau cứ buộc thật kỹ của chú con này, đó, tập trung ăn đến đông rồi cho con đơn giản ấy nê quyền đã đi cỗ về. Cỗ bằng chuột. Bác Phẩm, bác Phẩm có cỗ, có cái món này cỗ bỏ. Quẹt là mời, chuột. Cỗ bằng chuột. Nấu chuột ngon cả nhà. Hàng xóm nửa năm nay anh Danh mới cỗ thì ở. Anh Danh sáng nay nhắn tin là chuyển cho cô xem. Tháng này được hơn 8 triệu khoe cô đấy. Danh à? Đỉnh nhất. Chưa biết à? Xong là bảo là cô bảo em Hưng là đến tối thứ bảy xuống đây nước tình nhảy ấy là lúc bố nó sắp lên xếp rồi kiểu rửa nương ấy hả? Còn là anh Danh rửa nương ấy. Ngon thật đấy, cao. 8 triệu rồi. Bằng cô à? Không, em bây giờ thấp rồi. Tướng thế rồi, nay mai nó làm sếp thật. Mỗi thằng nó có cái tính thanh nhàn riêng. Áo đeo biển gặp mình đi ăn cơm. 8 triệu mấy? 8 triệu 7. Cao. Nhưng nhiều hơn Quyền. Nhiều hơn. Quyền bây giờ mau đang đói việc, nhiều Quyền thôi là sướng vậy. Hai mẹ con tháng quất thế này, mười mấy hai mươi củ là làm sẵn thế là được rồi. Bây giờ là mới lên tháng đầu tiên thì mới gọi các em người khao thì. À nào bữa cũng sang đây hỏi thằng gì đi? Tiến đâu? Mới chơi mới trêu nhớ Tiến thì đến là tìm Tiến. Có tiền đó. Đầu óc thế nào cũng được ấy, làm anh nó phải thế. Anh làm tháng đầu tiên được có khi là lại rủ nhau nháy nhau rồi đấy. Làm gì làm chục bịch bim bim với này ba bốn trang của ta thì các em nó cũng bằng bụng với mà thế thôi. Tâm của anh nó tăng lương. Đâu, ở giữa lương ấy, 500 thì nó được là tét vô đấy. Các em bé này cứ làm một bịch 70-80 gói. Và anh em báo cáo các anh với các em là anh hôm nay lĩnh lương đầu tiên được hơn 8 triệu. Cái lộc của anh dí dỏm hai chuyện. Đúng. Lúc nào cũng như là sinh nhật. Lúc nào cũng như có sinh nhật. Đấy là cái lộc của anh nó nên là các em cứ hưởng thôi. Đấy con trai ngày rằm tháng 7 là nó thoáng rồi đấy.
Đấy cả nhà, hôm nay là chia sẻ lại là ăn lẩu chuột nhá. Đấy, cho chú Toàn này ăn ở tập cho anh em này, tập trung ăn lẩu chuột thôi, video nó có thời lượng nhá. Hẹn cả nhà sau, chào các cả nhà ơi. Chào đây nhá. Chào cả nhà. Video sau.